Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến mùa hè, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến sắc đỏ của hoa phượng vĩ hay những khoảng trời được nhuộm bởi sắc tím của hoa bằng lăng. Tuy nhiên, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, mùa hè năm nay lại được nhuộm bởi một sắc màu đặc biệt hơn. Đó chính là màu áo xanh của những học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân. Và có một điều đặc biệt hơn nữa là những học viên ấy xuất hiện tại Hội An không chỉ với tư cách là chiến sĩ cảnh sát tương lai, mà họ còn như những người anh, người chị, những người thầy giáo, cô giáo của trẻ em nơi đây. Và trong muôn màu cuộc sống ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với sắc màu đặc biệt này. Ven bờ sông Hoài, những ngày hè vừa qua, những lớp học đặc biệt như thế này đã thực sự mang đến một sức sống mới cho vùng quê bình yên này. Gọi là lớp học đặc biệt, bởi lẽ những học sinh ở đây là trẻ em ở mọi lứa tuổi. Những bài học được dạy là bất cứ điều gì mà các em thích. Đặc biệt hơn nữa, những người thầy giáo, cô giáo ở đây là những người chiến sĩ cảnh sát tương lai. Tiếp theo là tất cả mọi người đều cùng mình giơ tay. Ai giơ tay trước thì anh sẽ chọn người đó, được chưa? Lớp học tiếng Anh này là một trong những lớp học do sinh viên học viện tổ chức đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các em nhỏ ở Hội An. Tại đây, những kiến thức tiếng Anh được truyền đạt đến các em thông qua những trò chơi, những bài hát vô cùng vui nhộn, gần gũi. Ví dụ nha, mũi đâu? Dạ, em rất thích học lớp học của các anh chị bởi vì các anh chị gây cho chúng em tiếng cười và khiến cho việc học tiếng Anh trở nên thiết thú. Con rất là thích các anh chị ở trong công an. Mấy anh chị đó là dạy con học những bài tiếng Anh và mấy anh chị nó dạy nghe rất là dễ hiểu. Cái địa bàn Hội An là cái địa bàn mà phát triển tương đối mạnh về cái hoạt động du lịch, có nhiều khách nước ngoài. Đặc biệt là các em nhỏ ở đây rất là đông, cái hoạt động học tiếng Anh cũng rất nhiều hạn chế. Thì với cái tính chất là đi thực hành chính trị mang đến nhiều cái dấu ấn của nhà trường, thì Học viện Cảnh sát tổ chức dạy học ngoại ngữ cho các em học sinh tại địa phương. Và đây là cái hoạt động mình nghĩ là mang tính chất thiết thực và đã thu hút được rất nhiều các em học sinh ở mọi lứa tuổi. Ở lớp học này, những học viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân không chỉ dạy cho các em nhỏ những bài học lý thú, mà ngược lại, chính những em nhỏ này cũng đã mang lại cho các bạn học viên những trải nghiệm tuyệt vời. Các lớp học này tổ chức ra tụi em làm cho các em vui mà bản thân mình cũng rất là vui, bởi vì là ở trường thì học tập và rèn luyện rất là nhiều, được ra ngoài trải nghiệm thực tế, đồng thời là tiếp xúc với các em học sinh thì kiểu như là sống lại được với cái tuổi thơ của mình thì rất là hạnh phúc. Ngoài những giờ học trên lớp, các bạn học viên cũng đã tổ chức những buổi sinh hoạt, giao lưu, dạy cho các em nhảy dân vũ, cắt tóc cho các em, nghe các em hát dân ca, bài tròi. Từ những nơi xa xôi, khác biệt về văn hóa, khi đến với vùng đất này, những học viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân đã thật sự trở thành người con của nhân dân Quảng Nam, những người anh, người chị thân thiết của các em nhỏ. Đối với người dân thì coi các anh như là người con, người em ở địa phương. Quan tâm, chăm sóc, kể cả cùng ăn, cùng ở với nhân dân trong thời gian vừa qua thì đó là một niềm tạo sự đoàn kết, gắn bó ấm áp đối với nhân dân địa phương cũng như mà tuổi trẻ thanh niên phường nhỏ. Tuy thời gian của đợt thực hành chính trị xã hội không nhiều, nhưng những học viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân đã để lại trong lòng nhân dân nơi đây những ấn tượng rất tốt đẹp. Đặc biệt là đối với các em nhỏ, các em đã có một mùa hè thật sự thú vị và bổ ích nhờ những bài học lý thú của các anh chị sinh viên. Cũng từ đó mà tình cảm của quân dân ngày càng trở nên gắn kết.